Chào cả nhà, mình đang đứng trước gần đến cây cầu Sa Đéc. Hay phía trước mình là cây cầu Sa Đéc. Thì qua cây cầu Sa Đéc này thì mình sẽ đến cái cổng chào của làng hoa Sa Đéc. Phía bên đây là cầu Sa Đéc 1 nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy lên cầu Sa Đéc 1, rồi xuống dốc cầu là quẹo trái là sẽ vào cổng chào của làng hoa Sa Đéc. Mời mọi người cùng theo chân mình đi nhé. Đây, mình quẹo trái sẽ qua làng hoa Sa Đéc. Mình đang xuống dốc cầu nha mọi người. Đây là cổng chào làng hoa Sa Đéc, Sa Đéc Flower Visit. Có những đoàn xe du lịch đi ra từ làng hoa. Đó, xuống dốc cầu Sa Đéc 1, quẹo trái là mình sẽ vào cổng chào của làng hoa Sa Đéc. Kế bên cổng chào là có bách hóa xanh. Có chừng xe luôn. Xuống dốc cầu Sa Nhiên này, mình sẽ đi thẳng vào làng hoa Sa Đéc. Rất là nhiều đoàn khách du lịch. Xuống dốc cầu Sa Nhiên á, phía bên tay phải của mình là cái trường. Còn phía bên tay trái là cái chùa Long Phước, xóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Cái đường này chạy thẳng gọi là đường hoa Sa Đéc. Đây, đường hoa Sa Đéc. Đây là trường tiểu học Tân Quy Đông. Khi mà mình xuống dốc cầu phía bên tay phải, hello, sao nó ngược sáng rồi ta? Ở chỗ này là giữ xe, trong trường này là giữ xe ô tô Honda 5K, 4 chỗ 20K, 7 chỗ 30K, 16 chỗ 40K. Thì xuống dốc cầu Sa Nhiên, phía bên tay phải là trường tiểu học Tân Quy Đông. Giữ xe khách du lịch đến đường làng hoa Sa Đéc. Xe nó qua vậy nè. Đa số trong trường này xe hơi vào gửi đông. Còn hướng này á,
đi thẳng vào làng hoa, phía bên tay phải mình sẽ gặp hội quán làng hoa hủ tiếu Lãnh Nam Sa Đéc. Đây có chiếc xe điện nè mọi người, thì du khách đi xe hơi dưới đi xe du lịch đó thì phải tới cổng chào là phải gửi xe, và ai mà không lỡ bộ thì mua vé đi xe điện này. Phía bên tay trái có cái pano khu du lịch văn hóa Phương Nam, đi vào 12 km thuộc xã Long Hương Ao, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. À, có chiếc xe điện nè. Đi vào tới đây là mình phải gửi xe. Xe rất là đông. Xe chở hàng vào làng hoa rất là đông. Du khách lên xe điện đi. Rồi, khách du lịch đã lên xe điện và đi thẳng vào đường làng hoa Sa Đéc. Còn xe máy thì mình được chạy vào nha mọi người, chỉ có xe du lịch là không được vào. Xe con 4 chỗ thì phải gửi ngoài đầu đường hoặc là gửi ở đây, mà xe du lịch thì bắt buộc phải gửi ở tại đây. Đây, bán vé vào làng hoa. Quầy bán vé. Quầy bán vé đối tượng học sinh sinh viên. Có một chiếc xe nữa đã xuất bến. Đông. Rồi, một xe điện nữa sẽ xuất bến. Hoa trường đông khách du lịch. Đây, đầu tiên phía bên tay phải chúng ta sẽ gặp cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa phía bên tay phải, thì cánh đồng hoa này thì hôm qua mình đã có đi với bãi mình giữ xe. Đây, bãi giữ xe 5.000 đồng trên một xe. Hồi ngày hôm qua mình đi thì cái chủ của cánh đồng hoa này dặn là nếu như anh chị đi xe máy mà muốn đi vào tham quan từng cái điểm ở trên cái đường của làng hoa Sa Đéc thì các anh chị đừng có gửi xe ngay từ đầu lộ, vì gửi xe ngay từ đầu lộ thì mình sẽ lộ bộ vào xa, hoặc là mình sẽ lên xe điện mình đi thì bắt buộc mình phải ngồi trên xe điện suốt thì nó sẽ chở mình đi rồi khứ hồi luôn. Còn nếu như dọc đường mình muốn xuống là nó thả mình luôn, là một hồi sau mà mình đón xe ra được.
cho nên nếu như mà quý vị đi xe máy thì chạy vô rồi gửi xe vô cái chỗ mà mình cần ghé, đừng gửi ngay đầu lộ. Có chú đó đang tưới hoa. Đây là khách du lịch đang ghé vào mua hoa. Có một chiếc xe đang quay chở ga, xe điện thành phố Hoa Sa Đéc. Đó là sinh viên đang nghiên cứu hoa hay là đang mua hoa ghi vậy ta? Cái quầy đằng này rất là nhiều sứ luôn, sứ hoa sứ. Khu du lịch cánh đồng hoa Sa Đéc giá vé 20.000 đồng. Người ta đang tưới nước. Mọi người đang ngồi trên xe điện quay phim, rất là đẹp. Đủ hết các hoa. Đang vận chuyển hoa từ xe kéo xuống. Những lẵng hoa treo rất là đẹp. Đây là hoa lan.
đông luôn nè mọi người. Mọi người đang đi vào cái đài ngắm hoa trong đó đó, bởi vì rất là đông. Đài, đài ngắm làng hoa. Đây là cái pano khu vui chơi miệt vườn Happyland Hùng Thi. Mình đi thẳng vào, đi thẳng vào từ cổng chào của làng hoa sẽ đi thẳng vào 400m nữa là sẽ đến. Tiếp theo là mình tới cái máy vòm che mát. Máy vòm này là thứ mấy rồi ta? Thứ hai. Bây giờ đi tới đây, phía bên tay trái của giữa đoạn đường có cái quán khoai lang lắc, khoai lắc BB chứ rất là ngon, cho nên mình ghé vào mua. Nói chừng đông, phải đợi hết khách rồi mình mua. Đây, có một chiếc xe điện thành phố Sa Đéc đi ra. Bữa nay mùng 30, mùng 4 mình rất là đông. Mùng 3, mùng 4 tháng 12 âm lịch. Xa xa kia là chú đang tưới bông giấy. Đây là những cây bông giấy cẩm thạch. Ở dưới mé này có mấy cái mô hình mô phỏng người nông dân ở làng hoa Sa Đéc. Thì chú này cầm cái nơm này, có con xíu. Kia hệ thống nước phun tự động. Vườn lan rừng, không lan.